Kính chào quý khán giả, sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Thống Nhất. Giảm thuế VAT góp phần giảm giá hàng hóa tiêu dùng, kích cầu nhu cầu mua sắm. Đồng Nai chủ động phòng chống Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Phần tin thế giới, Tổng thống Ferdinand Marcos tuyên bố sẽ thúc ép Tổng thống Mỹ Joe Biden làm rõ mức độ cam kết của Washington trong việc bảo vệ Philippines. Úc công bố bản đánh giá chiến lược quốc phòng với chủ trương chi nhiều tiền hơn từ chế tạo vũ khí và phát triển khả năng tấn công. Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quốc tế Ministro Vistaprini, thủ đô Buenos Aires, bắt đầu chuyến thăm chính thức Argentina theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau từ ngày 23 đến 26 tháng 4. Chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến Argentina nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước ta luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè truyền thống nói chung và quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Argentina nói riêng với khu vực Mỹ Latin nói chung, cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước. Dự kiến tại chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm, tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao của Argentina, dự diễn đàn doanh nghiệp, dự chương trình chính trị nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina, gặp và nói chuyện với cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Argentina. Đặc biệt, Quốc hội, nghị viện hai bên sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina làm cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nghị viện giữa hai nước. Tin trong tỉnh Đồng Nai, chiều nay Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định cho đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đồng chí Võ Văn Chánh được hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Biên Hòa phụ trách điều hành hoạt động Đảng bộ thành phố Biên Hòa kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 cho đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá rất cao những đóng góp của đồng chí Võ Văn Chánh trong suốt quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn sau khi nghỉ công tác, đồng chí Võ Văn Chánh tiếp tục có những đóng góp để thúc đẩy cho sự phát triển của Đồng Nai vững chắc trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Biên Hòa để Biên Hòa không bị đứt đoạn về công tác cán bộ. Trước đó, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023, giải quyết xử lý vụ việc phản ánh của bà Nguyễn Thị Cửu Hương Viên, thường trú tại số 42-1, đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự còn có đại diện các ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Trên cơ sở báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy và ý kiến của các ban ngành, Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kết luận, việc bà Nguyễn Thị Cửu Hương Viên có đơn khiếu nại Ban Quản lý Dự án Điện miền Nam tự ý phá bỏ các ranh đất, chặt cây cối, lấn chiếm, sử dụng và xây dựng công trình trái pháp luật trên đất của gia đình bà từ năm 2015 đến nay là có cơ sở để xem xét, giải quyết. Cụ thể, năm 2015, bà Viên có phản ánh đến xã Phú Thạnh về việc yêu cầu Ban Quản lý Dự án trả lại phần đất đang sử dụng làm đường nhựa đi vào trạm biến áp 220 kV để thi công. Qua rà soát, được biết bà Viên cho Ban Quản lý Dự án thuê đất. Do không thống nhất thỏa thuận nên bà Viên không muốn cho thuê nữa, nhưng hai bên không giải quyết được. Ban Quản lý Dự án vẫn tiếp tục sử dụng phần đất nêu trên của bà Viên.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bổ sung quy hoạch, làm các thủ tục cần thiết đúng quy định của pháp luật để nhanh chóng giải quyết đền bù phần đất đã làm đường cho bà Viên. Đồng thời, giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nhân Trạch chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong việc chậm giải quyết đơn thư khiếu nại của dân theo đúng pháp luật khiếu nại. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo chấn chỉnh các cơ quan chức năng trong công tác quản lý đất đai tại địa phương, tránh để tình trạng doanh nghiệp xây dựng công trình trái quy định pháp luật nhưng không xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Do Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có phương án xử lý đúng theo luật đất đai. Sáng nay, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, đơn vị số 2 gồm các đại biểu Bùi Xuân Thống, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, Lê Hoàng Hải, ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan và lãnh đạo huyện Thống Nhất. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 đã thông báo đến cử tri chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tiếp đó, cử tri đã phản ánh đến đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Theo đó, cử tri phản ánh dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đến nay đã hoàn thành xong được 10 năm, nhưng người dân vẫn chưa nhận được đền bù. Cử tri cũng cho biết, việc mua bảo hiểm xe máy hiện nay chỉ nhằm mục đích đối phó. Khi xảy ra tai nạn, công tác hỗ trợ từ bảo hiểm rất nhiều thủ tục. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, việc chuyển đổi đường điện 35kV. Mà hầu như là ai cũng bỏ qua, không ai được thu hưởng một cái bảo hiểm của cái bảo hiểm ô tô bắt buộc đó. Thì tôi kiến nghị Quốc hội là như thế nào đấy thì chúng ta sẽ xóa được hoặc là ngắn giảm được cho người dân thì được cái gì hay cái đó cho người dân chúng tôi. Đỡ về cái mặt kinh tế cũng như là tất cả những cái gì đó ở trong cuộc sống của dân cư, trong an sinh của người dân. Cái hành vi mà quá tải ở đường nông thôn thì cái dự án nông thôn mới của chúng ta không có lượng, không thể đổ lỗi cho quá trình xây dựng thiếu chất lượng mà để cho việc quá tải trên những cái con đường bê tông và những con đường nông thôn khai thác đất rất là lộn xộn. Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đơn vị số 2, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an đã giải trình một số ý kiến, đồng thời ghi nhận, tiếp thu và sẽ chuyển ý kiến của cử tri đến những ngành chức năng liên quan. Cái việc là tham gia bảo hiểm có được bồi thường về bảo hiểm đúng nghĩa hay không, hay chỉ là cái việc bắt buộc phải tham gia giao thông thì phải mua cái bảo hiểm đó. Thế trên cái ý kiến của cử tri của huyện Thống Nhất và của cử tri Mai Đức Công thì chúng tôi cũng đã thống nhất là đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp thu và tiếp tục có những kiến nghị về những bất cập này để đưa vào luật để sửa đổi bổ sung. Và trước khi sửa đổi bổ sung để đưa ra luật mới thì cái cơ quan bảo hiểm cũng phải tiếp thu để có những sửa đổi ngay. Cùng tại buổi tiếp xúc, các cơ quan ban ngành ở địa phương và tỉnh Đồng Nai đã giải trình thêm những vấn đề mà cử tri đề cập. Chiều nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối và đội ngũ cán bộ chủ chốt khối năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Cường, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp và gần 500 đồng chí là ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối và đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi Đảng bộ cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên trực thuộc khối doanh nghiệp. Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên ban chấp hành và cán bộ chủ chốt của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đã được Trung tướng Phạm Văn Dĩ, nguyên Chính ủy Quân khu 7 trình bày 3 chuyên đề, gồm chuyên đề chiến tranh Nga Ukraine và quan điểm của Việt Nam, chuyên đề chiến lược Mỹ Trung Nga ảnh hưởng đến Việt Nam và chuyên đề tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, nguyên Chính ủy Quân khu 7 cho rằng, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức hội bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành và cán bộ chủ chốt Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh là rất cần thiết. Những chuyên đề được bồi dưỡng, cập nhật lần này có vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung, việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng trong toàn Đảng bộ khối. Trung tướng Phạm Văn Dĩ đề nghị các học viên cần đảm bảo thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt.
Chương trình tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 03 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 điều 4 thông tư số 16 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước ngày 10 tháng 11 năm 2021 quy định việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày hôm nay 24 tháng 4. Cụ thể, ngưng hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với quy định tài khoản 11, điều 4, thông tư số 16 của Ngân hàng Nhà nước. Trong thời gian ngưng hiệu lực, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán. Tổ chức tín dụng cũng được mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô, cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán khi đáp ứng các quy định tại Điều 4, Thông tư số 16 của Ngân hàng Nhà nước. Thưa quý vị, Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các loại hàng hóa. Việc giảm sắc thuế này sẽ góp phần giảm giá hàng hóa tiêu dùng, kích thích nhu cầu mua sắm, tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh. Khi thuế VAT từ 10% điều chỉnh xuống 8%, hàng ngàn mặt hàng tại siêu thị này sẽ giảm giá, giúp người dân giảm được chi phí chi tiêu, kích cầu nhu cầu mua sắm. Những người mà có thu nhập thấp ấy, thì người ta dành cái tỷ trọng khá lớn cho những mặt hàng thiết yếu. Do vậy mà các cái chính sách vĩ mô nói chung ấy, thì nên dành cái tỷ trọng giảm thuế lớn cho những mặt hàng này. Còn với doanh nghiệp may có trên 5.000 công nhân này, nếu được giảm 2% thuế VAT sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tiền đưa vào sản xuất, hỗ trợ người lao động trong bối cảnh đơn hàng xuất khẩu giảm. Cái đóng ban đầu nó cũng sẽ khó khăn và chúng ta đang cần những cái nguồn tiền đấy, chúng ta hỗ trợ cho sản xuất, hỗ trợ cho phục hồi sản xuất, hỗ trợ cho người lao động thì cũng một chút cũng là rất là quan trọng. Hơn 2% một con số không phải nhỏ so với một ví dụ 1.000 tỷ doanh thu của tôi một năm thì cũng khá lớn. Theo dự kiến của Bộ Tài chính, giảm 2% thuế VAT sẽ được áp dụng từ tháng 7 đến hết năm 2023. Đánh giá tác động của việc giảm thuế lần này, Bộ Tài chính cho biết dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 5,8 ngàn tỷ một tháng. Nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm thì tương đương khoảng 35 ngàn tỷ đồng. Giảm khoảng 2% VAT cho các loại mặt hàng hóa dịch vụ khác nhau như là chúng ta đã từng làm năm ngoái. Và ta thấy rất rõ là cái tác động chính sách rất tích cực, vừa là kích cầu tiêu dùng, vừa là góp phần chống lạm phát, thế rồi vừa cũng là tạo được khó khăn cho doanh nghiệp, bởi vì khi mà hàng hóa tiêu thụ được tốt hơn thì đương nhiên doanh nghiệp cũng sẽ đỡ khó khăn thách thức hơn. Thuế giá trị gia tăng hiện nay là sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước, do đó việc giảm thuế sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho người tiêu dùng. Số tiền tiết kiệm hơn 35.000 tỷ đồng này sẽ được tiếp tục tái đầu tư sản xuất kinh doanh với đầu vào của nguyên vật liệu hoặc tái mua thêm hàng hóa tiêu dùng. Như vậy, giảm thuế sẽ giúp kích cầu mà không gia tăng sức ép lạm phát. Liên quan đến lĩnh vực giao thông, Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết thời gian khánh thành và khai thác dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây sẽ có sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây sẽ được khánh thành và đưa vào khai thác từ chiều ngày 29 tháng 4. Lễ khánh thành được tổ chức vào 8 giờ sáng ngày 29 tháng 4 và sẽ đưa vào khai thác vào chiều cùng ngày. Theo đó, các phương tiện giao thông có thể di chuyển được trên tuyến chính của cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây bắt đầu chiều cùng ngày. So với kế hoạch ban đầu, việc khánh thành và đưa vào khai thác dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây sẽ được thực hiện sớm hơn một ngày. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng kế hoạch khánh thành 3 dự án đường cao tốc gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Dây vào ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, theo kế hoạch mới, ngày 29 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải sẽ khánh thành và đưa vào khai thác hai tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Dây. Riêng dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ được khánh thành vào ngày 19 tháng 5. Dự án được khởi công từ tháng 9 năm 2020 do Ban quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư. Toàn tuyến chia thành 4 gói thầu xe lắp, có 18 cầu trên cao tốc và 47 cầu vượt đường ngang dân sinh. Dự án qua tỉnh Bình Thuận dài hơn 47 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 51 km. Như vậy, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này, người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đi Phan Thiết còn khoảng 2 giờ và biển La Ghi, tỉnh Bình Thuận còn khoảng 1,5 giờ.
Chuyển sang lĩnh vực y tế giáo dục, thưa quý vị, theo Sở Y tế Đồng Nai, trong tuần qua, toàn tỉnh đã ghi nhận 90 ca mắc mới COVID-19, tập trung chủ yếu các địa phương như thành phố Biên Hòa, huyện Thống Nhất, Long Thành. Các ca bệnh vẫn ghi nhận rải rác, chưa có ổ dịch nào trên 5 ca mắc. Tuy nhiên, số ca COVID-19 mới tăng gấp 10 lần nếu so với tuần đầu tháng 4. Thêm vào đó, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đang đến gần. Do đó, ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động hơn trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để giảm nguy cơ dịch COVID-19 quay trở lại. Khoảng 2 tuần nay, các trạm y tế phường xã tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh bắt đầu ghi nhận nhiều người dân đến tiêm vaccine phòng COVID-19 sau thời gian chủ quan do dịch tạm lắng. Theo ghi nhận tại Biên Hòa, số lượng vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi được các trạm dự trù khá ít bởi thời gian trước nhu cầu tiêm không cao. Tuy nhiên, hiện các trạm đã đề xuất thêm vaccine để phục vụ tiêm cho người dân trước kỳ nghỉ lễ. Đáng lẽ ra là có tiêm mũi thứ tư rồi, nhưng mà vì cái đợt đó có bị cảm, rồi bị choáng, có bị choáng nữa. Xong rồi cô bảo thôi bị choáng như vậy mà chích mũi thứ tư nữa về, không biết như thế nào cũng giảm chích. Thì vừa đợt này có tổ trưởng tín thì cô đi chích thôi. Cô bảo chứ thì người ta chích cái mình cũng chích cái phòng bệnh hơn. Tầm 5-7 ngày trở lại đây thì các cái tỉnh thành phía Bắc có xuất hiện nhiều ca COVID trở lại thì người dân cũng bắt đầu có ý thức hơn, không có lơ là chủ quan như trước mà có ra tìm hiểu hỏi để chích nhắc. Đa số là người lớn tuổi có bệnh nền thì họ sợ. Theo nhận định của ngành y tế tỉnh, sau kỳ nghỉ lễ, COVID-19 có khả năng sẽ tăng trở lại. Do đó, với kinh nghiệm phòng chống dịch, ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, thực hiện thông điệp 2K, tổ chức tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung để duy trì miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh đó, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế có giường bệnh điều trị COVID-19, tăng cường năng lực thu dung, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, oxy, thuốc men để điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế tối thiểu tử vong và di chứng do COVID-19 để lại. Sau một cái thời gian dịch bệnh, ngành y tế có những cái khủng hoảng nhất định. Tuy nhiên đến thời điểm này thì cơ bản ngành y tế Đồng Nai cũng đã tương đối ổn định và chúng tôi vẫn có đủ khả năng để có thể đối phó với những cái đợt dịch ở mức độ, tôi nghĩ là ở mức độ trung bình thì chúng ta vẫn có thể đảm đương. Còn nếu mà cao hơn thì chắc chắn vẫn phải cần có sự hỗ trợ của Trung ương cũng như các địa phương khác như những lần trước. Và tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ không phải để xảy ra cái tình trạng giống như những thời gian trước nữa. Theo các chuyên gia y tế, xu hướng dịch COVID-19 đợt sau sẽ nhẹ hơn những đợt đầu, tỷ lệ tử vong và bệnh nặng cũng thấp hơn. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, người dân vẫn phải chủ động thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, sau khi đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, các cơ sở giáo dục phải tiếp tục rà soát việc thực hiện các tiêu chí để tiếp tục được công nhận lại sau 5 năm. Tuy nhiên, tại Đồng Nai, đến nay, nhiều trường đã quá thời hạn này vẫn chưa tiến hành làm hồ sơ để được công nhận lại. Đáng chú ý trong đó, riêng cấp trung học phổ thông có đến 16 trường, dù đã được công nhận trường chuẩn quốc gia rất lâu, song vẫn chưa làm hồ sơ thủ tục để được tái chuẩn như trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Được công nhận vào năm 2004, tức đã 19 năm, trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Biên Hòa, trung học phổ thông Long Khánh, thành phố Long Khánh, cả hai trường đều được công nhận từ năm 2006, tức đã 17 năm. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có 30 trong tổng số 50 trường đạt tỷ lệ 60% được công nhận chuẩn quốc gia, không tính trường ngoài công lập. Trong đó có hai trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là trường Trung học phổ thông Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc và Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Biên Hòa. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thì kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 sẽ chính thức diễn ra. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, tất cả các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đều xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12. Việc ôn tập không chỉ giúp cho các em củng cố kiến thức mà còn mang lại cho các em sự tự tin khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm học này, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng đóng trên địa bàn thành phố Biên Hòa có gần 1.200 học sinh khối 12. Những ngày này, bên cạnh việc dạy chương trình của học kỳ 2, nhà trường còn tổ chức ôn tập cho học sinh. Việc ôn tập không chỉ chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mà trước mắt phục vụ cho kỳ kiểm tra học kỳ 2 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 4 sắp tới đây. Trong đó đáng chú ý có 3 môn các em sẽ thi đề chung do Sở Giáo dục Đào tạo ra cho tất cả các học sinh khối 12, bao gồm toán, văn và ngoại ngữ.
Nhờ được học 2 buổi nên việc ôn tập cho học sinh cũng diễn ra khá thuận lợi. Cùng với kiến thức, các em còn được các thầy cô hướng dẫn kỹ năng làm bài phù hợp với từng bộ môn. Tuy nhiên, do đây là kỳ thi quan trọng nên hầu hết các em cũng khó tránh khỏi căng thẳng, áp lực. Trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian rất là quan trọng nên các thầy cô rất là tập trung ôn luyện cho bọn em những kiến thức và kỹ năng để làm bài, cách mà xử lý các dạng bài tập khác nhau. Vì đây là một kỳ thi quan trọng nên là nó cũng rất là có một phần áp lực. Nhưng mà bọn em sẽ cố gắng là vượt qua nó để chuẩn bị kỹ năng và tinh thần tốt nhất để có thể bước vào kỳ thi ạ. Những học sinh học khá giỏi thì sẽ cho học sinh giải những cái đề thi có cấu trúc tương tự như đề thi tốt nghiệp trung phổ thông của bộ và cho các em làm những bài tập khó. Thế còn đối với những học sinh mà có mức lực học trung bình á, thì nhà trường sẽ tập trung cho các em về cái kiến thức cơ bản để các em có thể làm tốt được cái bài thi tốt nghiệp. So với những năm gần đây, các thông tin cũng như công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay được Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai sớm hơn. Nhờ đó, các địa phương cũng chủ động hơn trong công tác này. Tại Đồng Nai, ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tổ chức hội nghị triển khai những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Nhờ đó, đến nay hầu hết các trường trung học phổ thông, các đơn vị có học sinh khối 12 đều khá chủ động trong việc xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, công tác quan trọng này sẽ tiếp tục được nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh duy trì sau khi kết thúc năm học. Khi kết thúc cái năm học là 31 tháng 5 thì học sinh còn gần cả tháng nữa mới bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Thì thời gian đó nó hơi dài. Do đó nếu chúng ta không tổ chức bồi dưỡng, hỗ trợ học sinh, ôn tập cho học sinh, luyện tập học sinh thì tôi nghĩ có thể là kiến thức nó sẽ mai một đi đối với học sinh là dạng trung bình hoặc là yếu. Thì tôi đề nghị các nhà trường duy trì. Quý thầy cô cũng nên tham khảo các cái bộ đề thi của bộ dục á, bộ thi mẫu á, bộ đề thi tham khảo để ta có những cái đề cương ôn tập cách cụ thể sát sao nhất để giúp học sinh sẽ đạt được kết quả kỳ thi tốt nhất. Theo kế hoạch, trong 3 ngày từ 26 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2023, tất cả các thí sinh là học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp tài khoản. Cũng trong thời gian này, sau khi đã có tài khoản, thí sinh sẽ được tổ chức thử đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Sau đó, từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi với 3 môn thi bắt buộc và một trong 2 bài tự chọn là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Sau ngày 13 tháng 5 năm 2023, thí sinh không được thay đổi bài thi, môn thi đã đăng ký trên hệ thống. Thưa quý vị, thực hiện tiến độ hoàn thành đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, gọi tắt là đề án 06, Công an xã Quang Trung, huyện Thống Nhất đã có nhiều cách làm hay để vận động người dân tham gia thực hiện, đặc biệt là công tác phối hợp các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng. Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất có hơn 23.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm khoảng 92% dân số xã. Người trong độ tuổi làm căn cước công dân là gần 18.000 người. Việc phát huy tốt vai trò của chức sắc cơ sở tôn giáo trong phối hợp tuyên truyền, vận động giáo dân đi làm căn cước công dân và kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận để từ đó người dân tích cực tham gia thực hiện. Lực lượng công an ngay từ khi bắt đầu triển khai đề án 06, đề án cấp định danh điện tử mức 2 cho công dân thì đã phối hợp chặt chẽ với các ban hành giáo, các giáo xứ, giáo họ để đầu tiên là công tác tuyên truyền, giao giảng trong các cái buổi lễ, thông báo bằng văn bản đến các giáo xứ và trên các trang thông tin điện tử của xã, của giáo xứ đến người dân về thời gian, địa điểm và các cái thủ tục cần thiết để người dân thực hiện việc cấp căn cước công dân. Thực hiện đề án, lực lượng công an đã triển khai xuống tận địa bàn dân cư làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân tại các giáo xứ, giáo họ. Bên cạnh đó, công an xã cũng thường xuyên phối hợp với ban hành giáo các giáo xứ tích cực tuyên truyền cho giáo dân lợi ích của căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, cách thức kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công đến giáo dân thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, đồng thời thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin của địa phương về thời gian, địa điểm, các loại giấy tờ cần thiết để người dân mang theo khi đến làm căn cước công dân để tạo thuận tiện, tránh mất nhiều thời gian cho người dân.
là có những ngày đông như hôm nay là bởi vì cái công tác chúng ta dồn vào trong một ngày là chúng tôi có mặt đầy đủ hết. Và không những là chúng tôi báo ở nhà thờ mà chúng tôi còn có cái tờ thông tin của nội bộ chúng ta gửi đến các gia đình. Có thể nói đây là một cái chương trình rất lợi ích cho người dân, bởi vì chúng tôi cảm thấy rằng mai mốt khi chúng tôi ra đường chỉ cần một cái thẻ căn cước công dân, trên đó có gắn chip điện tử, thì chúng tôi sẽ bớt được rất nhiều những cái phiền phức khi phải mang theo các giấy tờ này giấy tờ kia. Nhờ sự giúp đỡ hiệu quả của các chức sắc, linh mục, sự quan tâm hưởng ứng của người dân, đến nay trên địa bàn xã đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho 100% số người trong độ tuổi làm căn cước công dân hiện đang cư trú trên địa bàn xã. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, công an xã sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các giáo xứ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID và kích hoạt định danh điện tử cá nhân sử dụng dịch vụ công, góp phần thực hiện thắng lợi đề án 06 của chính phủ trên địa bàn xã. Bảy nghị quyết thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai diễn ra trong tuần qua. Bảy nghị quyết gồm kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách cấp huyện, xã, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách cấp huyện, xã, chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh, danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hectare, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20 hectare tỉnh Đồng Nai đến năm 2023 và nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phải tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và quyết liệt các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa được thông qua để đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Cử tri xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn nghiên cứu có giải pháp định hướng giống cây trồng nông nghiệp cho bà con nông dân và có giải pháp hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, tránh tình trạng được mùa mất giá như hiện nay. Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát, kiểm tra. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp các ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như tuyên truyền các quy định sản xuất kinh doanh giống cây trồng, chứng nhận và quản lý cây đầu dòng, vườn đầu dòng làm nguồn vật liệu nhân giống, xây dựng và nhân rộng các mô hình cải tạo, ứng dụng giống mới, tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng giống lưu thông trên thị trường. Một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm hỗ trợ sản xuất và kết nối tiêu thụ nông sản trong thời gian tới đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện như ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, chương trình mỗi xã một sản phẩm, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh việc xây dựng mã số vùng trồng, thiết lập cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, đặc biệt các loại trái cây chủ lực của tỉnh như chuối, mít, xoài, thanh long, chôm chôm, sầu riêng. Chương trình thời sự tối nay đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.